người có thể sửa cái gương mặt rất là đẹp, sửa cằm, sửa mũi ra, nhưng cái ánh mắt không bao giờ sửa được. Ánh mắt không bao giờ sửa được. Và chính cái ánh mắt ghi lại hết toàn bộ cái cuộc đời của mình, cả quá khứ, tương lai, nằm trong cái ánh mắt hết. Nên một cái thầy bói giỏi, một thầy tướng số giỏi, nhiều khi không cần nhìn đâu hết, thì chỉ nhìn vào ánh mắt thôi, biết con người này có nhiều tiền hay không. Ông thầy nói thật, chỉ nhìn ánh mắt thôi. Nghĩa là cái người mà thầy bói mà đạt tới trình độ siêu rồi, cách vách không nhìn thấy mặt, nghe cái giọng nói là biết người này cuộc đời sẽ ra sao, chỉ nghe giọng nói thôi. Còn mà nếu nhìn thấy gương mặt, chỉ nhìn vào ánh mắt một cái, biết cả cuộc đời này, tâm tính người này, nghiệp quả của người này, kiếp trước kiếp sau người này luôn, chỉ bằng ánh mắt thôi, không cần nhìn đâu hết. Nên nếu ta có sửa gì thì sửa, không bao giờ giấu được cái ánh mắt, cũng không bao giờ giấu được cái giọng nói của mình, không ai sửa được hết. Nên nhân quả nó in đậm nơi đó.